Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì HiTech Việt Nam xin giới thiệu đến các bạn mẫu spinner Sakura 3 cánh. Nó được bọc trong một chiếc hộp thiết rất là đẹp. Đây, nó có màu màu đỏ rồi màu gì đây nhỉ? Gọi là màu gì đây? Đỏ rồi xanh. Nói như là màu nó rất là đẹp mắt. Xoay rất là nhẹ các bạn. Thiết kế rất là đẹp, nó là bằng nhôm. Đây là một trong những mẫu spinner đẹp nhất và được khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay. Cái màu spinner Sakura này nó quay khá là đẹp mắt, hiệu ứng rất là đẹp đấy, và quay rất là nhẹ tay nhé. Hai cái xoay đôi tạo hiệu ứng cũng rất là đã. Bên trong là vòng bi của nó này. Xin cảm ơn các bạn.